rồi, đúng rồi, cấp cơ sở thì nó sẽ có một số khác nhau đi nhưng nó chỉ quản lý. Còn cái nhiệm kỳ bao nhiêu? Đúng rồi, còn cái nhiệm kỳ thi tự giới thiệu của đơn vị thị ủy Bình Long xin được phép. Ủy ban nhân dân tỉnh, chính phủ tặng nhiều bằng khen và các phần thưởng khác. Thị xã Bình Long là nơi truyền thống đoàn kết trí tuệ, tập trung quyết tâm hiệu quả, kinh tế phát triển ổn định, sức khỏe dân vui no ấm, quốc phòng an ninh giữ vững, chuẩn nông thôn mới nâng cao, cơ sở hạ tầng phát triển, đảng bộ trong sạch vững mạnh, dân vận khéo, nhân dân tin, nhân lực chất lượng bền vững. Đến với hội thi cũng là một dịp tư chi, đôi lời giới thiệu xin ghi lòng thành. Bạn ơi cố gắng hết mình, khi về lưu lại chúc tình Bình Long. Tôi Dư Xuân có đôi lời chia sẻ, chúc hội thi ta sẽ thành công. Thành công trên cả ước mong, ngày dân vận khéo tô hồng trời xanh. Đây hai anh cùng với Thanh Thúy, không ngại ngần dầu dại nắng mưa. Năm không ba sạch nhà nhà, giúp dân vận động đậm đà tình thâm. Đây Ngọc Hạnh chúc dân hồng thái, không ngại ngần dầu dại nắng mưa.
lắng nghe dân nói từng giờ, cùng nhau trao đổi nên lời yêu thương, đầy thành phần công cơ phúc hẳn, luôn hăng say tiếp sức phong trào, lời ca tiếng hát cất cao, cho nhau bọn khéo thấm sâu vào đời. Một lần nữa đội Bình Long xin kính chúc, chúc nhà nhà hạnh phúc an khang, nhân dân bình quốc hân hoan, khi dân bọn khéo ngập tràn niềm vui. Cán bộ dân thân hoài xứng đáng với dân, dân tin dân yêu dân thương mà dân nhớ. Mỗi bước ta đi gầm gầy soi đó, thôi thúc trong tim những lời ta dạy. Cán bộ dân thân phải ôm đi mắt trong, tai nghe chân đi miệng nói thay là. Bình Phước chúng ta hồi Bình Phước yêu thương, từ trong gian khó nay đổi mới tinh khôi, cơ đang thật cao ta tìm về phía trước, yêu thương cha ông ta xây đắp quê hương. Bình Phước hôm nay ôi Bình Phước tương lai, đường lên tham hương ngôi đẹp những công trình, lòng hàng nhớ bao lớp người đi chưa đã biết dâng cho Bình Phước mãi sáng ngời. Làm theo lời Bác, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đơn vị thị xã Bình Long đến với hội thi dân vận khéo với phương châm cùng nhau dân vận nơi nơi, làm theo lời Bác, sáng ngời nêu gương. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, phần thi giới thiệu của đơn vị thị xã Bình Long đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chúc toàn thể hội thi thành công.